Chào mừng quý và các bạn đến với kênh video của máy nông nghiệp Cường Linh. Thì trước mắt quý bà con đây là cái máy trộn cám 75 kg, tương ứng với là máy trộn cám 3 bao, máy trộn cám trục đứng inox. Thì hiện nay thì được bà con đang quan tâm rất là nhiều với những cái hữu dụng của nó. Thì với cái máy này thì bà con có thể là đảo trộn nguyên liệu làm thức ăn cho trâu, cho bò, cho lợn, cho gà, cho tôm, cho cá. Đấy, thì với cái máy này thì rất là tiện lợi, tiết kiệm cho bà con công đoạn đảo trộn cám rất là nhiều. Bà có thể mua cái máy này về chúng ta trộn cám, đổ thêm những cái phần chế phẩm sinh học qua cái hay là thuốc, cái vitamin, trộn cho gà, cho lợn ăn rất là thoải mái. Đấy, thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con cái dòng máy này cũng như là cái giá bán. Thì với cái máy 3 bao 75kg này thì bà con đang quan tâm thì sẽ có giá là 7 triệu đồng, giá đã bao gồm tiền cước vận chuyển về tận nhà cho chúng ta. Đấy, giá là 7 triệu đồng thì một máy hoàn chỉnh inox hoàn toàn như này. Thì về cái chi tiết cấu tạo của máy thì máy buồng trục đứng inox thì nó sẽ có một cái cấu trộn hoàn toàn bằng inox ở đây. Đấy, inox 304, bà con có thể là sử dụng nam châm để chúng ta kiểm tra thì nó sẽ không hút cái nam châm. Đấy, cái này là inox 304. Chúng ta sẽ có một cái cối trộn đường kính là 75. Đấy, cối trộn tròn này, cái có đường kính tròn 75 và chiều cao của cái thùng trộn thì nó tầm khoảng 50. Đấy, và nó sẽ có dạng hình nón ở đây như này. Đấy, bên trong là một cái xoắn để trộn cám. Đây, cái xoắn bằng cái này kiểm tra lắp rất là chắc chắn ở đây. Đấy, có ránh xoắn thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 cái ránh xoắn. Bên dưới thì có cái ránh dưới cùng này thì nó sẽ được bọc đầu để cái này nó sẽ quay, nó sẽ khoát cái nguyên liệu chúng ta lên. Và bên trên này thì nó sẽ có cái độ văng đấy để nó tạo được cái lực khoát cái nguyên liệu cám chúng ta. Đấy, nó khoát từ dưới lên trên và nó sẽ đảo đều cái nguyên liệu chúng ta đều giữa cám và các chế phẩm với nhau. Bên thành máy thì sẽ sử dụng một cái vành bằng inox đấy và được hàn vào đây. Đấy, như chấm hàn với nhau rất là đều và rất là dày chắc chắn ở đây. Đấy, máy inox hoàn toàn. Ở cái thùng này thì nó sẽ có 4 con ốc. Đấy, 4 ốc này cũng bằng inox để bắt vào 4 cái chân này. Đấy, bắt vào 4 cái chân. 4 chân này cử thì cũng được hoàn toàn từ những cái inox hộp ở đây như này. Đấy, khung máy hoàn toàn thì cũng thanh inox, bạn có thể nhìn thấy rất là chắc chắn. Còn ở đây là cái cửa ra cám. Cái cửa ra cám thì chúng ta sẽ có một cái cửa ra cám đường kính kích thước khoảng 18 phân ở đây, 18 cm. Và hai bên thì nó sẽ có hai cái đai để bà con có thể là mắc cái túi, cái bi của chúng ta vào đây. Và chúng ta không phải giữ tay. Đấy, và chúng ta sẽ mở cái ốc ở đây. Đấy, chúng ta sẽ có một cái cửa ra cám ở đây. Chúng ta sẽ nới lỏng con ốc này. Đấy, chúng ta có thể nhấc lên được cái tấm này. Đấy, cái tấm này thì chúng tôi thiết kế khá là chặt này để hạn chế cái phần cám nó rơi ra. Đấy. Như này, đấy, để hạn chế cái cám nó rơi ra để thiết kế cái này nó khá là kín. Đấy, thì tạo ít độ hở nhất để lúc chúng ta đóng cái nắp này vào thì nó sẽ kín luôn cả cái cửa này. Đấy, nó giúp cái cửa này nó không bị hở trong quá trình chúng ta sử dụng. Thì lúc trộn thì cám nó sẽ không bị chảy ra ngoài. Có một kích thước 18 phân ở đây, rất là rộng rãi. Đấy, mà cái tấm chắn cũng mở rất là dày. Thì cái tấm này thì nó sẽ có con ốc để giữ. Đấy, trường hợp bà con có nhu cầu mà ví dụ chúng ta chỉ cần mở cái hở vừa vừa thôi để cho nó chảy ra. Đấy, thì chúng ta sẽ vặn cái ốc này, đưa lên và vặn cái ốc này giữ ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái hở này để cám nó chảy ra. Chúng ta có thể vừa trộn vừa hứng được. Còn một bên đây là cái hệ thống nguồn điện của máy. Thì máy lúc bà con mua về thì có sẵn cả phích cắm này. Đấy, và dây điện cho bà con cùng kết hợp với cái automat để chúng ta có thể sử dụng ở đây. Bên dưới này là hệ thống motor điện của máy. Thì motor của máy thì sử dụng motor 1 khí 1 tương đương với 1,5 ngựa. Motor dây đồng của toàn phát với vòng tua 1470 vòng 1 phút. Đấy, motor này là motor dây đồng 100%. Trường hợp bà con sử dụng cháy hỏng trong vòng 1 năm thì sẽ được đổi mới. Truyền động của giữa motor và cái trục thì đã được sử dụng bằng dây cu loa. Đấy, sử dụng hai dây cu loa bản B rất là dày ở đây. Đấy, sử dụng những cái bu ly bằng gang rất là dày chắc chắn. Thì với việc sử dụng dây cu loa này thì giúp máy chúng ta nó sẽ êm hơn trong quá trình sử dụng, cũng như là bà con mua về trong quá trình xử lý bảo dưỡng bảo trì thì rất là dễ dàng xử lý ở nhà. Và chúng ta có mua thay thì cũng rất là rẻ. Một dây cu loa thì khoảng 35-40 nghìn thôi là chúng ta có thể thay được. Hai dây thì 80 nghìn. Đấy, thay rất là rẻ. Còn đây là phần mặt sau của máy. Thì mặt sau của máy là cái phần chúng ta sẽ có phần bệ này để lắp motor, cũng như là có phần bánh xe ở đây. Đấy, bánh xe thì nó sẽ cách mặt đất tầm khoảng 3 phân như này.
đấy, lúc chúng ta cần di chuyển chúng ta chỉ cần nghiêng máy một góc nhẹ thôi là chúng ta một cái này nó tiếp xúc với mặt đất là chúng ta có thể dễ dàng đẩy cái máy vào ra, rất là tiện lợi. Máy thì nó sẽ có kích thước, đấy là chiều cao là 1m1, đường kính rộng 75 và cân nặng của máy là 47 kg. Đây bà có thể nhìn thấy với cái máy như này, cân nặng 47 cân, thì chúng ta có thể thấy là inox rất là dày, rất là chắc chắn như nào rồi, cũng như là motor kết hợp với motor da đầu. Đấy, tổng thể máy nặng 47 kg. Với cái máy này thì bà con trộn được 3 bao tương ứng với 75 kg, thì trong thời gian chỉ khoảng 3 đến 5 phút là chúng ta đã thể trộn xong một mẻ, thì cũng tùy là vào loại nguyên liệu bà con đang sử dụng. Đấy, tầm tầm khoảng 3 đến 5 phút là bà con đã sử dụng xong một cái mẻ trộn 8-75 kg. Ngoài ra khi bà con mua máy mà có nhu cầu mua thêm những cái nắp đậy ở đây như này. Đấy, bà con sợ trong quá trình trộn xong mà chúng ta để ủ mà sợ muối, sợ dán, sợ chuột, hoặc là trộn những cái nguyên liệu như bột mà sợ nó bay ra ngoài, thì chúng ta sẽ có thể là mua thêm một cái nắp như này. Thì một cái nắp này sẽ có giá là 500.000. Thì nắp cũng hoàn toàn bằng inox. Đấy, nắp cũng hoàn toàn bằng inox ở đây. Và có vành sắt rất là to, kết hợp với là hai cái tai để chúng ta cầm bên trên. Đấy, vừa vào đây. Đấy là trong quá trình trộn thì chúng ta sẽ hạn chế được cái bụi nó bay ra ngoài, cũng như là sau khi dùng xong không trộn xong không dùng nữa, chúng ta có thể đẩy lại, hạn chế chuột dán nó bò vào, rất là tiện lợi. Thì trên đây là giới thiệu của chúng tôi về cái sản phẩm máy trộn cám 75 kg 3 bao. Thì quý bà con có nhu cầu mua cái máy trộn cám này thì có thể liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ ở số 36 đường Cổ Điển, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình 0922 252 666, hoặc là 0866 628 266 để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Chân thành cảm ơn quý bà con đã theo dõi video. Quý vị các bạn, ngoài cái máy 75 kg này thì bà con có nhu cầu mua những cái máy khác như là máy 50 kg, hoặc là 100 kg, hoặc là 150 kg, thì cũng có thể liên hệ công ty để chúng ta mua. Chân thành cảm ơn quý bà con đã theo dõi video. Bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.